Đơn của chúng tôi. Alo. Trong vòng 5 phút, các vận động viên nếu không bắt được lợn là chúng ta sẽ thua. Nếu ai bắt được lợn, riêng con trai sẽ được thưởng lộc thánh là 100.000 đồng. Còn riêng các bạn nữ sẽ được thưởng lộc thánh nhân lên gấp 3 lần, 300.000 của ban tổ chức. Vâng, tin vui cho các bạn nào bắt được lợn đầu tiên. Anh Nguyễn Đình Phương cùng hai sẽ tài trợ 100.000 đồng cho ai bắt được lợn đầu tiên, tức là thành được 200.000 đồng. Và 100.000 đồng của gia đình là 200. Và rất mong được nhận nhiều sự tài trợ quý vị hơn nữa, đặc biệt tài trợ cho các bạn nữ. Alo. Vâng, một nữa ban tổ chức tôi xin trân trọng thông báo luật trò chơi bị phát bất lực của chúng tôi như sau. Vâng, tin vui tiếp tục cho người bắt lợn được đầu tiên. Anh Đinh Văn Tâm khu 7 sẽ tài trợ tiếp tục 150.000 cho ai bắt lợn được đầu tiên. Giải thưởng của chúng tôi đã lên tới 350.000. Vâng, vừa tạo ra công việc, chúng ta tham gia bất lực. Alo, kính thưa quý vị, để trò chơi bịt mắt bất lực được thành công, không thể thiếu được các nhà hảo tâm thay mặt bản định. Alo. Vâng, để trò chơi bị mất bất được thành công, không thể thiếu được các nhà hảo tâm đã tài trợ cho trò chơi hôm nay. Thay mặt bản đền xin trân trọng cảm ơn anh chị Hảo Lam cùng dân cư số 3 đã tài trợ để tổ chức trò chơi trong lễ hội truyền thống năm nay. Vâng, một nữa ban tổ chức tôi xin chân thành cảm ơn anh chị Hải Nam cùng đội quân số 3 đã tài trợ một con lợn và bản đền để chúng tôi tổ chức trò chơi bịt mắt con lợn. Thank you.
Vâng. Để trò chơi mắt mơ của chúng ta được thành công nữa, rất mong quý khán giả chúng ta tiếp tục tài trợ để cho các vận động viên tham gia được phát quan lợi. Tài thưởng của chúng tôi lên tới 350.000 đồng. Thời gian của chúng tôi đang chơi dần đi và chưa một bạn nào đã bắt được được giải thưởng của chúng tôi đang lên tới 350.000 đồng rồi. Giải thưởng của chúng tôi đã lên tới 350.000 đồng rồi. Thời gian đã hết, chúng ta đã trải qua 7 phút rồi, 2 phút bây giờ.